Cảnh sát Kenya cho biết trong khoảng 10 ngày qua, họ tìm thấy 73 thi thể của những tín đồ bị tà giáo dẫn dụ, thuyết phục tín đồ là sắp đến ngày tận thế, phải nhịn đói để được lên thiên đường. Theo cảnh sát, số người chết do tin vào tà giáo vốn đã tăng lên sau vài cuộc tìm kiếm, có thể còn tăng cao hơn nữa. Hội chữ thập đỏ Kenya cho biết họ ghi nhận có tới 112 người được báo cáo mất tích. Thủ lĩnh của giáo phái là ông Paul Mackenzie đã bị bắt ngày 14 tháng 4. Trước đó, chính quyền nhận được tin báo cho biết có những ngôi mộ được chôn lấp sơ sài với ít nhất 31 tín đồ của Mackenzie. Theo đài NTV của Kenya, một trong những người đang bị tạm giam được cho là cộng sự thân cận của thủ lĩnh giáo phái. Đây là những người theo giáo phái tự xưng là giáo phái quốc tế tin mừng. Họ sống và sinh hoạt tại một số khu định cư hẻo lánh trong khu rừng Sakaola ở phía đông Kenya. Tổng cục điều tra hình sự Kenya cho biết ngoài những thi thể được tìm thấy, cho đến nay có 33 người đã được giải cứu. Tổng thống Kenya cho biết những lời giao giảng của Mackenzie trái ngược với bất cứ một tôn giáo đích thực nào. Ông đã chỉ đạo các cơ quan liên quan tìm ra nguyên nhân gốc rễ của những gì đã xảy ra và xử lý những người muốn lợi dụng tôn giáo để thúc đẩy hệ tư tưởng kỳ lạ đang gây ra những thiệt hại về nhân mạng.